Sáng ngày 7 tháng 7 năm 2024, tức ngày 2 tháng 6 năm Giáp Thìn, tại chùa Phù Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đã trang nghiêm diễn ra lễ khai pháp khóa an cư kết hạ Phật lịch 2568, dương lịch 2024. Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương, Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Tài chính Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, Đường chủ Hạ trường Chùa Phù Liễn, cùng sự tham dự chứng minh của Chư Tôn Đức Ban Hoằng Pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương. Ngoài ra, về tham dự buổi lễ, còn có sự hiện diện tham dự của quý vị đại diện các sở, ban ngành tỉnh và thành phố Thái Nguyên tham dự và chúc mừng. Buổi lễ khai pháp diễn ra với không khí hoan hỷ và phấn khởi, tạo được niềm tin sâu sắc vào ngôi Tam Bảo trong lòng tín đồ Phật tử trên toàn tỉnh. Với hơn 3.500 tín đồ Phật tử tham dự, đã nói lên tinh thần hòa hợp, đoàn kết, phát triển của Phật giáo tỉnh Thái Nguyên. Báo cáo chương trình tu học trong 3 tháng cấm túc an cư, Đại Đức Thích Trúc Tiếp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã nói lên ý nghĩa của việc an cư kết hạ đối với cộng đồng tăng già. Phàm là người xuất gia học đạo, hạ thủ công phu, nghiêm trì tịnh giới, thì 3 tháng kết túc an cư có ý nghĩa vô cùng quan trọng, vì đó là cơ duyên tốt đẹp nhất để chư hành giả dành trọn thời gian cho việc túc liễm thân tâm, trao dồi giới định tuệ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng dụng phúc thông qua việc đến trường hạ, tụng kinh bái sám, thính pháp văn kinh, bố thí cúng dường để cùng nhau tăng trưởng phúc lạc. Theo đó, năm nay, Ban chức sự Hạ trường Chùa Phù Liễn đã cùng thỉnh Hòa Thượng Thích Thành Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương, Thượng tọa Thích Thành Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Kinh tế Tài chính Trung ương vào ngôi vị chứng minh đạo sư, Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Đường chủ Hạ trường. Điều hành các công việc tu học trong 3 tháng an cư, Ban tổ chức cùng thỉnh Đại Đức Thích Đồng Hòa làm Chánh Duy Na, Đại Đức Thích Trúc Tiếp, Phó Duy Na, Ni Sư Thích Thanh Nhàn, Phó Duy Na, phụ trách Ni Chúng. Khóa an cư kết hạ năm nay có 132 tăng ni trong và ngoài tỉnh về cấm túc tu học. Ban chức sự trường hạ lên thời khóa tu tập chặt chẽ để hành giả thực hiện nghiêm túc theo 6 thời khóa tụng niệm. Chương trình bắt đầu từ lúc 4 giờ sáng và kết thúc thời khóa tu học trong ngày vào lúc 21:30. Ngoài ra, Ban chức sự hạ trường đã đề ra những chương trình, nội dung giảng dạy tập trung xung quanh việc giảng giải kinh, luật, luận cho tăng ni tại hạ trường. Sau nghi thức tác bạch cầu pháp của chư vị hành giả an cư, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm đã có lời đạo từ tới toàn thể đại chúng. Đây cũng là bài pháp đầu tiên trong mùa an cư kết hạ Phật lịch 2568 của hạ trường. Hòa Thượng chia sẻ về tầm quan trọng của việc an cư kết hạ đối với người xuất gia qua dấu ấn đặc biệt từ những lần an cư đầu tiên của Đức Phật. Qua đó, Hòa Thượng đã ôn lại với đại chúng về quá trình phát triển của Phật giáo tỉnh Thái Nguyên trong suốt 16 năm qua, đồng thời nhắc nhở cho Tăng Ni cũng như Phật tử tỉnh nhà nhớ tới công đức sâu dày của chư Tổ trong quá khứ, nhờ sự gia trì của chư Phật, hình bóng chư Tổ, đặc biệt là hình ảnh thiêng liêng của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thành Hạ Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nguyên Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, là người thành lập nên Phật giáo tỉnh Thái Nguyên của ngày hôm nay. Từ thuở sơ khai của Phật giáo tỉnh nhà, Ngài luôn chú trọng tới vấn đề hạ an cư để đào tạo tăng ni tại chỗ, quy tụ tăng ni cùng đồng tâm hiệp lực hoằng dương Phật Pháp, truyền trì đạo mạch tại đất Thái Nguyên và đã làm nên sự hưng thịnh cho Phật giáo nói chung. Hòa Thượng vô cùng hoan hỷ bởi cơ sở chùa Phù Liễn ngày càng khang trang tố hảo, số lượng tăng ni kết thúc an cư tại hạ trường chùa Phù Liễn ngày càng đông, năm nay có 132 tăng ni hành giả an cư. Đặc biệt hơn, Hòa Thượng gửi lời tri ân sự hiện diện của quý cấp lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, cũng như quý vị, nguyên là lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ. Trước kia, quý vị đã cùng đồng hành với Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thành Hạ Tứ để giúp đỡ Phật giáo tỉnh nhà. Còn hôm nay, quý vị hiện diện nơi đây để động viên cho lớp tu sĩ trẻ, luôn luôn theo dõi và giúp đỡ cho phong trào Phật giáo của tỉnh. Qua đó, Hòa Thượng mong rằng, chư hành giả an cư nghiêm trì giới luật, tinh tiến tu trì. Đối với hàng Phật tử tại gia, Hòa Thượng sách tấn đại chúng hãy hộ trì chư tăng trong 3 tháng an cư này, thường xuyên về chùa tụng kinh, lễ Phật, nghe Pháp để tăng trưởng công đức, tịnh hóa ba nghiệp, xây dựng cuộc sống an vui, hạnh phúc. Nhân dịp này, Ban Hoằng Pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương đã tùy hỷ cúng dường tịnh tài tới chư tăng ni đang an cư tại trường hạ chùa Phù Liễn, theo sự chỉ dạy của Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng, Đức Đệ Tử Pháp Chủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
dâng lời đáp từ tri ân đến Hòa Thượng Chứng Minh, Quý Chư Tôn Đức Ban Hoằng Pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng quý cấp lãnh đạo Đảng chính quyền. Thượng tọa Thích Nguyên Thành bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đến sự quan tâm và chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để Phật giáo tỉnh Thái Nguyên có được sự hưng long như ngày hôm nay. Đồng thời, Thượng tọa bày tỏ lòng biết ơn đến sự trợ duyên của quý cấp chính quyền, luôn động viên và gắn bó với Phật giáo tỉnh nhà trong các công việc Phật sự, đặc biệt tri ân sự hỗ trợ công đức cúng dường của nhân dân Phật tử trong và ngoài tỉnh để tăng ni yên tâm tu học. Qua đó, Thượng tọa trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Thái Nguyên luôn mong muốn sự quan tâm hơn nữa của Quý Chư Tôn Đức lãnh đạo giáo hội, chính quyền các cấp và nhân dân để Phật giáo tỉnh Thái Nguyên luôn là hạt nhân đoàn kết, phát triển trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Buổi lễ khai pháp đã khép lại trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp và sự hoan hỷ vô biên của những người con Phật.